đều hôm qua. Chứ thương em nào ngại chi đường xa, anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dẫn em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dệt mong quyến ương. Vậy nhà tròn một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ chi nữa. Hồi đấy là bắt đầu chơi xe là bắt đầu biết tiết kiệm tiền. Các bạn biết tiết kiệm tiền để làm đéo gì không? Tiết kiệm tiền để độ xe. Ui, cứ mỗi tháng là bắt đầu thay được quả tay ga này, thay được quả phanh này. Đấy. Anh đi yêu người khác đi nhá. Còn đẹp trai mà không tiền ấy, quen biết làm gì cho nó buồn. Nếu như anh là bến, em sẽ là con đò, dạt theo bên bờ sông, khơi muôn ngàn câu hò. Nếu anh là cành cây, em sẽ là ngọn gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tỉnh lại đi cưng. Đến khi nào mà cưng giàu có, cưng thành tỷ phú, cưng có thể nuôi em được thì cưng hãy mơ tới em ha. Tỉnh lại đi cưng. Đến khi nào mà cưng giàu có, cưng thành tỷ phú, cưng có thể nuôi em được thì cưng hãy mơ tới em ha. Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đám lục bình trôi mấy hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Nhìn dòng sông đổ biển đông như tình em thấy chung buông lòng, thương anh như sông dưới. Xem bói, thầy bói nói đường tình duyên của con rất là rộng mở. Nguyên con đường đó có mỗi mình con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Số 247 sáng lên trong đêm tối, anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó cất lên cao dần. Trên tay là blank hay tôi có số 247. Sáng lên trong đêm tối, anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó cất lên cao dần. Động đất à, không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à,